mà. Đó, từ từ để ra. Không biết tôi gặp cái này game nữa. Vào đấy. À, lên trước đây. Đừng skip đi. Đạo nhá. What the fuck? Đừng skip. Lát. Ở đâu? Nhảy. Thấy lát lát kiểu gì? Đi. Nghi hợp. Ở hai ông đạo vậy. Ui. Đừng skip. Đây này, ông đạo mới có quát, ông ấy quát, này. Sao mà nghiệp lại online kìa. Nghiệp bị lát rồi. Đánh nhau đây. Yo, đi ông nghiệp nhìn như Spider-Man. Đang gì? Đang là ôi sao mày hổ. Ôi trời ơi. Đi 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 đi. Ai? Người ông này chơi kiểu gì này? Hút ba. Just not enough damage done yet, Cole. Lát thôi. Lát thì mà đấm thân như điên thế này. Lát kiểu gì đấy hả? Lát kiểu gì đấy hả? Lát thôi. Lát đâu? Hết lát chưa? Từ từ đã. À, trong này ông hết lát á. Mà lại đi. Lát thôi. Lát the hell? Lát thiếu làm gì được. He kicks him right in the gut. Mất mạng à? Sao nhỉ? Sao tớ ăn? Tớ 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 chỉnh mà. Không, vẫn ở trong này mà. À đây, thế ông Hiệp mà... Tự nhiên. Ông đạo đã ngon rồi mà. Đây. Hai ông đang ấn bừa. Tôi nè. Của tôi chưa được nè. The challenger's taking on some offense. Không ấn được. He's gonna have to find a way to fend off the champ here. I know it's somewhat early still, but this could be a pivotal point in this match, guys. Ông cấp quyền cho tôi cái. Cấp quyền cho tôi. Cấp quyền rồi mà. Thôi ngáo à. Ông chủ đéo gì. Which is why I love it when guys go out there. Things are gonna heat up now, fellas. He has to be. Đau, 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 đau. Hai ông đánh nhau à? Đây, búa các ông đây. Này, vũ khí đây. Anh khép gì? Ông vào chưa? Ông, tôi không thấy đâu, cô gọi ông. Đây, thấy chưa? Ai rồi? Thấy rồi. Đây 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 đây. Đây rồi. Thấy chưa? Được chưa? Được chưa? Được chưa? Được hẳn nào Hiệp. Thấy chưa? Rồi coi giờ bắt đầu có thể đánh nhau rồi. Xuống đây. Ôi ôi. 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 Ôi không đúng mà anh ta đánh người mình nhớ hiểu Hiệp di chuyển xưa xuống bên đánh nhau này. Ok chỗ đặt tên là Kalai ở đây là hiệp sĩ. Lạc nhớ tà nó làm gì được luôn. Là gớt chết mẹ rồi cháu. Lạc của ông. Lạc của ông hả? A second time. Ok, chết rồi. Bảo mà gớt nghe. Nghe anh em này. À. À. Tôi đi, đâu có đống tôi. À. À. Ấn cái gì nổi người ấn nó ra ấn cái vào cái giữa này ấn giữa cái chiêu à cái cần lắp cần cần phay này. Cái gì đấy ai biết. Phí nít kìa sao phí nít kìa. Yeah, there's no way he comes back from this. Might as well ring the bell now. Ok. Tặng đạo nha. À, phi nít kìa, ông chồng trên đây, ông phi nít rồi đây. Chồng trên cột. Cái gì không? Chồng mặt kẻ rồi, ừ. Ô kìa. Nếu mình làm mãi đâu lên được ạ.
He's going for it all. Ít là gì? Ấn trên à? The challenger not looking good right now. À không, có đấy ở trên sàn cơ. Feel the pressure of this high profile championship match. Guys, one of my favorite things about him is how much pride he has in his game. And up until now, he's had plenty to be proud about. Back in from the floor. Nhưng mà Wow, ra chơi hiệp này, ok. Mày hiệp này. Tránh ra cái ông này cản đường tôi, không cho tôi đi à? Nếu hiểu. Nào, hiệp nào. Ok, không có tiếp vậy. Ok, nó phải ra phụ quá. Ok, nếu hiểu quá. Bố đập tôi là ai ông? For some competitors, part of their strategy is to demean their opponent. A move like that says it all. Well, moves like that. No, đánh đau vậy cậu. Any match, it just used to send a message. Caught him with a chop. It's a drop kick again. Oh no! Whoa, what a chop! The unfortunate reality is he might not get up, which would have shot me one bit. Talk about he's taking here tonight. Đánh ông mạnh à? Đúng rồi, thằng này tôi đi chậm quá. Tôi thôi, tôi đang đánh chậm thế, ông kia ông biết rồi. Này, nó đi mà, ngồi sao? Đi có mẹ ơi. Quá nào, mình đang đánh đây mà. Ơi, mình nào không đánh được ông ý. Not today. Yep. Mày gì? Lát quá. Là mình để lâu. Mà cái gì? Đánh tôi dễ giờ không kêu lát. Đâu. Đánh tôi dễ giờ không kêu lát. Bây giờ tôi đánh lại để kêu lát. Lát này. Đờ mờ này. Lát này. Lát này. Đạo ơi này. Đạo ơi à. Ôi tôi tầm bẻ rồi. Tầm bẻ đương rồi. Đạo cũng chắn được rồi. Ok đi đạo này. Ôi. Cái gì đây đèo mọi người tôi rồi. Nói siêu anh không như thắng cao. Yeah, you're not gonna win many matches with that. À, đây đây. Nhặt đồ. Nhặt. Cười hồ, mình cười vãi tưởng ạ. Nhặt lát thôi. Chạy ông ơi. Đây. Nhờn mày. Nhờn mày. Nhờn mày. Đạo ơi kêu. Đạo ơi kêu. Đạo à. Đúng là đây có nhìn quá. Có nhìn quá cái lồng. Nó đã có nhìn chứ. Đáng quá. UCW Championship is on the line. Just made his presence felt there. Áo hay đúng. Đúng chưa? Đúng. You can't like his chances right now. Ok, cho ăn cái này. No wasted motion in this attack. Playing it a little cocky here. Quăng ông ra ngoài này. Chơi mày. He lands the strike with great accuracy. Để tôi thành hiệp. Second time's a charm. He may be in the best physical condition I've ever seen him in. Ông cố không ác quá đi. Ui ông đi cố ông. Nếu hiểu sao tôi sẽ đúng không ấy, tôi quăng đi ạ, nếu hiểu. Đấy.
This is exactly the carnage you would expect to see when you put these teams in the ring together at the same time. He's taken down face first. Lap quá. Doesn't show any signs of getting up here, guys. No, he's taking one heck of a beat. Ôi giời. He misses on that one. Were his eyes even open? Lightning fast. You can't put a price tag on landing that perfect strike. And that nailed it. Hang on. Tôi tin mẹ đảo nào mới chết chưa? He's looking at it. That move at the end of the match makes the intention unmistakable to belittle. Nobody home for that one. No kidding. There weren't even any lights on. Still trying to get back to his feet here. He's clearly in a bad one now. Này, quyền thái này. Quyền thái này. Chạy thôi. Chạy thôi. Mẹ rồi. Phải ơi, chết mẹ ông đạo rồi. Quyền thái này. Hay quá, phải nhồn mày. Man, this is not I'm sensing a theme here, Cole. Oh boy, he is rolling. He's in a tough spot here, Corey. And if he doesn't get up, it's going to get a lot tougher. One more look at it. Warm up the buses. This one's over. Oh, no. I'm just as surprised as you guys are. Ôi trời, chưa có đéo gì đâu. Thế mà cứ đâu, mà cứ đẹp. Incredible. À cứ. À. Not where he wants to be right now. Đập đầu vô cái đầu quả gào. Hiệp mày. This is going to be big. Smacks him again with a sledgehammer. At this point, he might just want to think about staying back. Oh, and he's still down, Byron. Things definitely aren't looking very clearly looking to him. We're like trying to send him to a local medical facility. Still trying to get back to his feet here. He's clearly in a bad way right now. Oh, no. Oh, no. Look at this. Look at this. He's taking a long time to get up, guys. Perhaps playing a little possum here, Cole. Get my car. What? Come here. Can I? Can I? Can I? Ôi ôi. Đập đi, đập đi. Lên thang chưa? Moves like that can upset your opponent. Ok, đéo thế đấy. Sao cái gì vậy? Simply reminding him that he's here. Big miss for him there, and he'll likely pay for it here. Mà nào để ra khỏi cái lồng nhỉ? Mà thấy bọn nó còn trèo ra khỏi lồng cơ. He's talking his opponent from the top turnbuckle. Ông chạy many matches with that move. Ông đá tôi rồi. Xéo rồi đấy. Hảo là gì đấy? What the fuck? Hai ông đánh mình ạ. When it strikes land, you can feel it in the first few rows. Putting all that power to good use. He's playing with him now. Ôi trời ơi, mang cái chày của cái là thế ai? Anh nghe thấy bảo đầu ok. Ngất mẹ rồi. Đầu lấy ra hết rồi. Điều hiểu à, ngất thứ rồi. Chân 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 à, chân chân à.
Ôi giời ơi. What's he gonna do with it? Này. Oh, he's really taking it to it. Man, this is not good. Này. Ôi giời ơi. Theo hiểu quá. Come on, toughen up. Kiểu sân chơi là đạo. Sân chơi là đạo. Showing off his vertical with that drop kick. Lát thôi. This is what makes him so dangerous. Quăng quăng ông ấy vào đấy. Hình như là quăng vào đây này, quăng quăng vào đây xong rồi dùng finish thì nó mê cơ. And once again we see a return to the specific maneuver. Hey, whatever works. He has him right where he wants him. He's fighting back here. I expected nothing less. Lai. Lai. Chấp hai. Giờ rồi, giờ rồi. Đó chỉ có ai. And he delivers a spirited elbow. Theo ông đi, hả? Theo ông đi ấy. With a crushing kick to the gut. Là thiếu tạng. Nếu như tôi thở luôn à. He delivers another. Hiệp này. Hỏi này. Another slam here. Bringing it back into the ring. This might be the end of the road for him. Hết lực rồi. He can't get back to his feet. You're absolutely right. Cái người nào nặng quá nếu người thở luôn. Nếu tôi tí cơ bắp như vậy, nhìn thì người tôi rồi đẻo đảo mà tôi không cho. Obviously putting a lot of stock in that maneuver. Cái gì đây, cái gì đây? Lên nhân mày. Just in case you didn't see it the first few times. Look at this. Lên for that one. Oh man, big time. Nhân mày. Hot chưa? Literally. Đã lát thôi. Ông đứng tôi đi. Đứng tôi đi. Ơi kiểu ơi đạo. Belly to back suplex. Oh, and he lands it. Really relying on that tonight. Oh, no. Hey, stick with what's working for you, right? Ôi giời ơi. He sure seems to like that, Michael. Maybe a little too much. Gọi là phê, con tên tên. Doing some more damage here. I don't believe it. So dangerous. He's delivering an old-fashioned butt kicking right here. Ôi giời, cái gì đây? Nếu hiểu quá, ông đập mình. He's not getting up. Đấy, cái game nó còn bắn. Ôi giời. Gets him good. I'm sensing a theme here, Bell hiểu đập tôi à? He's still not again. Hey, it seems to be working for him. Clearly, they're Yeah, there's no way he comes back from this. Might as well ring the bell now. Nhờ mày đánh tôi à? Hả? Muốn đánh tôi không? Được lắm, được lắm, được lắm. Giờ chê tôi rồi, anh em đi đâu? Yeah, he sure seems to like that, Michael. Maybe a little too much. Oh, and it's a reversal. Anh em nghĩ hết hết rồi. He hits him with a nasty chop. Yep. A move like that is completely unnecessary. Unless you want to degrade in that position, of course. Yeah. Để ông đấm tôi đi chọc mắt chứ. Để ông đánh nước. Để ông hiểu, vỡ đầu tôi rồi. When this guy's on, look out. He's not looking for the arm. No, he's got to get up, and he's got to get up now. Thì đang mình đứng mình He's targeting in the midsection here. The frequency of this move is becoming deliberate at this point, to say the least. Here we go again. Này, hay quá. Lạc rồi nhá. Úi giời. Ông vẫn còn out play được ạ.
We know what this means. Tôi vào. Quan cái này ông bị ao vậy hả? Lúc nào ao vậy? What a comeback. Tao có thấy không trong này? Mà ông vẫn giã con cạo vậy. Sao vẫn thấy không trong trong ba xét mà? Em mới kinh. Hai ông à, tôi nhìn hai ông trong ba xét luôn ạ, nếu hiểu. Hai ông đảo trong ba xét luôn. And if he doesn't get up, it's going to get a lot tougher. What's going to happen now? À, tên, tên. Nãy giờ. Đập ai thế hơn mạnh. Chồng, chồng. Em cho mai đến thể là kiếp ơi. Sao nó không ngóng vào ông Nguyệt nhỉ? Well, if he can't get back to his feet, you're absolutely right. Nếu không đập tôi, ông nhớ là ông vậy chứ. Đây đây. Ông dập kéo kìa. Vậy thì em đã cho nghe ạ, tình em quá. Ôi ôi. Làm sao này? Thích làm sao ạ? Làm sao này? Đấm mày. Đấm mày. Đấm mày. Không đâu. Ông đập. Ok. He's in a tough spot here, Corey. And if he doesn't get up, it's gonna get a lot. Đi. Ôi trời ơi. Đéo hiểu. Hai người đánh một. And there's his speed paying off. Hai người đánh một kéo đôi hai hai. He kicks him right in the gut. This one's for good measure. Ôi. Đã chưa được gậy. Ôi trời ơi, ngất mày ăn luôn rồi. Đánh, đấm luôn đi, đấm luôn đi, đéo luôn. Đấm ai? Cái gì đảo? Nó đi chơi lát thôi. Ôi. Lát đi. Mạo mày. Hiệp mày. Hiệp mày. Ôi trời, ông làm cái trò gì đấy? You have to think that's it. The title is slipping away here. Lát rồi. Tự nhiên bị lát rồi. Will this be it? Tôi chưa. Làm đi, làm đi. Đừng làm đi. Đừng làm đi, đừng làm đi. You might need glasses, Cole. His eyesight is clearly compromised. Đừng làm đi hả? Uh-oh. I'm afraid to think what's gonna happen now. Đi ra đây. Hiệp ơi, cứu tôi. Cứu à? Cứu này. Ôi, nó đi đây. Cứu. Ôi, Lại. Xong rồi.
incoming. Ok. Ôi giời ơi, cứ xoay tôi mãi thế. Sao mình ngất lâu thế, kéo hiểu. Ừ, tốn dây, tốn dây. Lên lên lên, ấn lên. Ôi. Dám chơi bẩn tôi à, đạo. Thả mai, không được chơi quần. Tôi tiêm bẩn đạo. Thả mai. Không. Chào đi. Đéo đéo. Ôi trời ơi. Trời ngà. Hắn ngồi đạo ơi. Đẹp. Toàn pháo mà lay buồn cười. Cái cửa. Đó, để em kéo.